Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen. Anh chị em biết tại sao mà Chúa Giêsu có thể giảng đạo cho 5.000 người mà không cần ghi rô với lại anh đây không? Làm sao được? Chính xác. Dân sự ngồi nghe và im phăng phắc, con muỗi bay, con ruồi bay cũng nghe. Cho nên Chúa nói những lời nhỏ thôi nhưng mà từ trên núi vọng xuống dưới chân núi cũng nghe được. Bởi vậy cho nên khi nghe lời Chúa anh chị em hãy hết sức chú ý, tập trung và nuốt từng lời. Đó là cách mà nghe lời Chúa hiệu quả nha. Amen. Thì nếu như chúng ta nghe lời Chúa mà tâm trí mình lại bây giờ đang đi đâu ngoài chợ thì thảo rằng sẽ không bao giờ nhận được điều này. Cho nên cái cách để chúng ta nghe lời Chúa là hãy tập trung. Và buổi sáng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị em một cái chủ đề rất là quan trọng, rất là quan trọng trong Kinh Thánh. Mà chủ đề này Chúa Giêsu nói rất nhiều. Ngài nói từ khi Ngài bắt đầu chức vụ, Ngài nói sau khi Ngài sống lại, Ngài nói bằng ngụ ngôn, Ngài nói trực tiếp, Ngài dặn dò rất kỹ càng. Đó là chủ đề nước trời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nước trời là gì. Và thậm chí nếu anh chị em dở ra trong sách Luca đoạn 4 câu 43, anh chị em sẽ thấy một cái điều mà có thể gây cho mình rất là ngạc nhiên ở trong câu Kinh Thánh này. Chúa Giêsu nói rằng trong câu Luca chương 4 câu 43 là ta cũng phải đi giảng tin lành ở khắp nơi nữa của nước Đức Chúa Trời, vì tại cớ đó mà ta đã được sai đến. Nhiều khi có thể chúng ta đặt câu hỏi là tại sao con Đức Chúa Trời phải đến thế gian, tại sao con Đức Chúa Trời phải trở làm người, tại sao con Đức Chúa Trời phải chịu điều này điều nọ, thì câu trả lời là vì nước Đức Chúa Trời. Vì nước Đức Chúa Trời. Cho nên hôm nay thưa anh chị em, chúng ta nhất định phải cùng nhau để tìm hiểu nước trời là gì. Nước trời là gì? Chứ không phải là chúng ta chỉ đến tin Chúa để cho tin, mà chúng ta phải hiểu mục đích của việc mình tin Chúa. Và trong mục đích đó có một phần hết sức quan trọng để chúng ta cần phải lãnh hội hôm nay, đó chính là nước trời. Nước trời có nghĩa là một vương quốc. Nước trời là một vương quốc do Đức Chúa Trời thiết lập, do chính Ngài thiết lập. Cái điều này nó có từ ngày xưa chứ không phải là mới đây. Giống như bây giờ nếu chúng ta đọc trong Sử Ký chương 29 câu 11 đến câu 12, chúng ta sẽ thấy vua David nói về điều đó. Vua David nói rất rõ rằng tất cả mọi quyền bính, tất cả mọi oai nghi, tất cả mọi vinh hiển và thậm chí mọi nước đều thuộc về Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả quyền năng, vinh quang toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao làm Chúa tể muôn vật, hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến. Và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Đây là câu mà vua David chúc tụng Đức Giê-hô-va. Và từ hai câu Kinh Thánh này chúng ta thấy rằng nước trời là một vương quốc do Đức Chúa Trời thiết lập. Nó có từ đời xưa, nó có từ những thời cổ, nó có từ khi sáng thế. Cho nên câu Kinh Thánh đầu tiên của sáng thế ký anh chị em đọc sẽ thấy ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên, dựng nên các tầng trời và trái đất. Ban đầu, cái từ ban đầu này là lúc nào chúng ta không thể biết được. Nó có thể là tỷ năm ở đâu đó chúng ta không thể biết được, nhưng mà Kinh Thánh chép rằng ban đầu Ngài dựng nên các tầng trời và trái đất. Vương quốc Ngài đang cai trị, Ngài đang điều hành, Ngài đang thiết lập tất cả mọi nguyên tắc trong đó.
trong đó có các thiên sứ, các cơ binh và đủ loài tạo vật mà Ngài đã làm ra. Nói đến vương quốc chắc chắn phải có một cái quyền cai trị. Quyền cai trị thuộc về Chúa. Quyền cai trị là do Đức Chúa Trời định. Quyền cai trị là do trật tự Ngài sắp xếp. Đó là vương quốc. Nhưng thưa anh chị em, có một điều gì đó đã xen vào trong vương quốc của Ngài. Và điều đó Kinh Thánh cho chúng ta biết, đó chính là tội lỗi. Tội lỗi đã xen vào trong vương quốc của Chúa do Lucifer và Satan, người được Đức Chúa Trời đặt làm thiên sứ trưởng trong sự thờ phượng trên các tầng trời. Nó đã phản nghịch, nó đã chống lại Đức Chúa Trời, nó đã kéo theo 1/3 thiên sứ theo nó. Và kể từ lúc đó, tội lỗi đã thâm nhập trong vương quốc của Chúa, các tầng trời, và Đức Chúa Trời đã phải phá hủy nó. Bởi vậy cho nên trong Sáng Thế Ký, chị em đọc sẽ thấy vá đất là vô hình và trống không. Chắc chắn rồi, Đức Chúa Trời sẽ không tạo ra một cái gì đó mà vô hình, trống không và hỗn độn được. Phải có một sự phá hủy, phải có một cái sự đập bỏ, phải có một cái sự làm cho nó trở nên như vậy. Và bắt đầu sau cái sự phá hủy đó, Ngài khôi phục lại trời và đất mà anh chị em vừa thấy đây. Đây mình đang đứng đây và bầu trời trên trời. Nhưng Satan không từ bỏ ý định, phải không? Satan tiếp tục xen vào công trình này của Đức Chúa Trời một lần nữa bằng cách cám dỗ Eva, cám dỗ Adam phạm tội. Và kể từ hôm đó, kể từ ngày đó, trời đất mà chúng ta đang đứng đây đã thay đổi hẳn bản chất của nó. Chúng ta ngồi đây và nhìn thấy cuộc sống mọi người đang hoạt động ngoài xã hội kia. Chúng ta nghĩ đó là cuộc sống mà Đức Chúa Trời tạo ra, đó là lối sống mà Chúa dựng nên. Không phải đâu anh chị. Chúa không dựng loài người sống như bây giờ chúng ta sao thấy. Chúa không dựng nên loài người và trái đất này theo cái kiểu mà mắt chúng ta thấy bây giờ. Bây giờ chúng ta thấy nó tràn ngập sự ích kỷ, tràn ngập những tội lỗi gian ác, tràn ngập những điều đau khổ, ốm đau, bệnh tật, trói buộc, đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể chất. Và con người khắp nơi đang là nạn nhân của một thế giới tan hoại. Cái đó không đến từ Đức Chúa Trời, cái đó đến từ Satan, cái đó đến từ các ác quỷ, cái đó đến từ những cái thế lực gian ác đã hành động trên trái đất này, đã hành động trên bầu khí quyển này từ thuở Adam Eva sa ngã trong vườn địa đàng cho đến tận hôm nay. Và Chúa không chấp nhận điều đó. Chúa có một kế hoạch, đó là Ngài thiết lập lại nước trời trên đất này, trên bầu trời này, và Ngài đặt Jesus Christ làm vua. Đó là kế hoạch của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ hiểu điều này. Bây giờ xin mời anh chị em mình hãy mở ra cùng tôi ở trong Luca chương 12 câu 49 đến câu 52, rồi tập nó sẽ đọc những chuyện kia khác. Luca chương 12 câu 49 đến câu 52. Luca chương 12 câu 49 đến câu thứ 52, tôi đọc cho anh chị nghe. Đây là lời Chúa Giêsu nói. Đây là lời Chúa Giêsu nói khi Ngài còn ở trên đất và đang giảng về nước trời. Ngài đang nói cho đồng dân biết mục đích của Ngài. Và anh em hãy nghe lời của Chúa. Ta đến, ta đã đến quăng lửa xuống đất. Nếu cháy lên rồi, ta còn ước ao chi nữa? Có một phép bắp tem mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao, cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Các ngươi tưởng ta đến
đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng đem sự phân rẽ. Vì từ nay về sau, nếu 5 người ở chung một nhà thì sẽ có phân ly nhau. 3 người nghịch cùng 2, 2 người nghịch cùng 3, cha nghịch cùng con trai nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia. Đây là lời Chúa Giêsu công bố về nước trời. Ngài đến, Ngài quăng lửa xuống đất có nghĩa là gì? Ngài đến để Ngài thiết lập một trật tự, Ngài thiết lập một vương quyền, Ngài thiết lập một vương quốc ở trong lòng vương quốc của Sa-tan. Sa-tan đang cai trị mà. Ngay khi Chúa Giêsu bị cám dỗ trong đồng vắng, anh chị em hãy nhớ lại đúng không? Sa-tan đã đến và đã đề xuất cho Chúa Giêsu một cái thỏa hiệp, đó là nếu Chúa Giêsu thờ lại nó sẽ cho Chúa tất cả mọi vương quốc trên thế gian. Cho nên chúng ta phải công nhận một điều là mọi vương quốc trên thế gian này là của Sa-tan. Sa-tan đang lộng hành trên trái đất này, trên bầu trời này. Và bây giờ Chúa Giêsu đã đến, Chúa Giêsu đã sinh ra và Ngài nói rằng ta đến để quăng lửa trên đất. Câu này Chúa nói có ý nghĩa gì chứ? Có ý nghĩa là Chúa đến để bắt đầu đặt một sự thiết lập. Chúa đến để đặt một cột mốc, Chúa đến để đặt một dấu ấn, Chúa đến để đặt một cái vị trí cho nước trời trên đất. Và Ngài nói rằng nếu Ngài đã đặt rồi, đã đặt xong thì Ngài không còn ước ao chi nữa. Có một phép báp tên Ngài chịu, ta mong điều đó được hoàn thành. Anh chị em có nhớ cái lúc Chúa Giêsu bị treo lên thập tự giá, khi Ngài gục đầu trút linh hồn thì Ngài nói câu gì không ạ? Mọi sự đã. Ngay khi Chúa Giêsu đổ máu và trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá thì nước trời và vương quyền đó đã lập xong. Đã lập xong. Khi một vương quốc đã được lập rồi thì chắc chắn vương quốc đó sẽ có công dân. Phải có công dân. Vương quốc mà không có công dân là vô nghĩa. Và anh chị em ạ, công dân đó chính là những người sứ đồ, những người tin Chúa và cho đến tận hôm nay là chúng ta. Đó là công dân. Những công dân của nước trời là một điều rất tuyệt vời. Bởi vì Chúa định cho bạn, cho em và tôi được hưởng mọi điều tốt lành trong vương quốc đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta không phải là những người bình thường, chúng ta cũng không phải là những người tầm thường, chúng ta không phải là những người như ngồi kia chứ. Chúng ta là những người được định làm công dân nước trời và được hưởng sự sống đời sau. Đó là điều mà tôi muốn tất cả anh em mình phải hướng tới, phải nghĩ tới và phải tin vào điều đó. Vì Chúa Giêsu giảng về điều đó, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại về điều đó. Nếu anh chị em không tin tôi thì dở sách Công vụ Sứ đồ đoạn 1 ra sẽ thấy. Khi Chúa Giêsu sống lại và trong 40 ngày ở với các môn đồ, Ngài giảng về nước Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy tầm quan trọng của nó. Cho nên ngày hôm nay anh em mình phải hiểu điều đó, phải lãnh hội điều đó. Đó là Cha trên trời đã thiết lập một vương quốc và định cho anh em và tôi hưởng vương quốc đó. Định cho anh em và tôi làm công dân danh dự của vương quốc đó. Tại sao tôi nói từ công dân danh dự? Bởi vì tôi và bạn cha sẽ được đồng cai trị với Chúa Giêsu. Đó là danh dự. Còn có những người chỉ làm công dân thôi chứ không có được đồng cai trị. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, chúng ta cần hiểu về nước trời. Chúng ta cần phải hiểu rõ cái nước mà chúng ta đang sống. Dù gì thì tôi và bạn chị em hiện nay đang ở trong đất nước đó, đang ở trong nước trời này. Nhiều khi chúng ta không ý thức về điều đó, cho nên chúng ta rất dễ để cho đời này lung lạc cuộc sống của mình. Chúng ta rất dễ để cho những giá trị tạm bợ của đời này lôi kéo chúng ta, khi chúng ta không biết rằng mình đang ở trong. Và trong vương quốc của nước Đức Chúa Trời
có một thông điệp, có một thông báo. Thông báo đó chúng ta hay chia sẻ với nhau đó, gọi là phúc âm của Đấng Christ. Cho nên trong Kinh Thánh mới nói là tin lành của nước Đức Chúa Trời. Tin lành mà chúng ta nghe là của nước Đức Chúa Trời. Đó là thông báo của vương quốc mà chúng ta đang ở vào. Đó là thông báo của vương quốc mà Đức Chúa Trời đang thiết lập, được đặt Chúa Giêsu Christ làm vua. Thông báo đó là gì? Thông báo đó là hỡi tất cả mọi người, hãy ăn năn, hãy tin sự cứu chuộc của Chúa Giêsu để được tái sanh và trở thành công dân danh dự của nước đó. Đó là thông báo. Giống như ngày xưa nước Mỹ đó anh chị em ha, ai cũng lên thuyền để đi vượt biên sang đó, chết biết bao nhiêu chứ. Rồi một thời gian họ ra cái thông báo, tất cả những người nào thuộc diện con lai sẽ được bảo lãnh qua đó. Một cách rất là đàng hoàng, đi rất là đàng hoàng. Anh danh tham à, HO gì đó tôi không biết cái chính xác hay không, nhưng mà đó là gì? Đấy là một dạng để cho chúng ta dễ hiểu về nước trời. Nước trời có một điều kiện cho tất cả mọi người để trở thành công dân, đó là hãy tin Chúa Giêsu và được tài sản. Nếu chúng ta ngồi đây, dù mình có đi nhà thờ, dù mình có làm tất cả mọi điều trông có vẻ rất là tôn giáo, nếu chưa được tái sanh, chúng ta không bao giờ có thể sống được trong nước này. Tôi lấy một ví dụ cho anh chị em mình dễ hiểu. Anh chị em có thể xây một cái khu vườn thật là tuyệt vời ở đây, và anh chị em ra ngồi biển bảo là cá ơi, lên vườn ta sống, vườn ta đẹp lắm. Cá nó nói trời, tôi lên đã 5 giây thì chết ngắt rồi còn sống làm sao được, phải không anh? Con cá mà muốn lên vườn sống là nó phải biến thành con chim. Cho nên con người xác thịt của chúng ta muốn bước vào vương quốc Đức Chúa Trời phải biến thành con người thuộc linh, đúng không chứ? Chúng ta biến thành con người thuộc linh và chúng ta mới có thể đi lại sống trong đó, vui hưởng trong đó được. Còn nếu anh chị em vẫn là con người cũ, xin thưa anh em chẳng hiểu gì về vương quốc Đức Chúa Trời hả? Chúng ta thấy nó, ồ mấy ông này sao tự nhiên suốt ngày bỏ tay ông hallelujah, ông nhảy múa cũng chẳng thấy cái gì cả, đúng không ạ? Ông này vui mừng sung sướng cười ha hả, con tôi đứng bên cạnh xong tôi thấy chẳng cảm nhận được cái gì, còn ông kia cảm nhận được. Đây là tại sao một người tái sanh và một người chưa tái sanh, một con cá với một con chim nó không cảm nhận giống nhau được. Một anh chàng cứ lo bơi dưới nước ăn dung ăn dế, còn một con thì bay lượn trên bầu trời khác nhau. Đó là điều kiện. Rồi bây giờ anh em nói sơ một chút như vậy thôi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái phẩm chất của nó, những cái nguyên tắc của nó, và chúng ta bắt đầu tìm hiểu ha. Matthew chương 11, Matthew chương 11 câu 12. Tại sao mà chúng ta cần tìm hiểu vậy? Vì nó quan trọng. Chúa Giêsu nói rằng thà trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, mọi sự khác sẽ được ban cho. Cho nên cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta không hiểu nguyên tắc của nước trời, chúng ta sẽ sống quanh quẩn ở cái vòng tròn của con người, đó là ăn gì, uống gì, mặc gì. Sáng trưa chiều tối chúng ta bơi trong cái vòng lẩn quẩn đó, giống như cái ông đạp xích lô đó. Người ta đến hỏi ông, thế anh đạp xích lô để làm gì vậy? Ông trả lời, tôi đạp xích lô để sống. Thế rồi thế ông sống để làm gì? Tôi sống để đạp xích lô. Thì đúng thôi, chẳng gì sai. Nhưng mà đó là một cái vòng tròn không thể nào ngắt đứt được. Và cuộc đời chúng ta nếu không biết nước trời, chúng ta cũng sống trong cái vòng lẩn quẩn. Phải không ạ? Sống để đạp xích lô, rồi đạp xích lô để sao? Rất hay mà rất đúng, rất thâm thấy đúng không? Cho nên chúng ta phải biết Chúa đang dành cho chúng ta một điều gì đó cao hơn, một cõi sống cao hơn, một điều gì đó tuyệt vời hơn, mà chúng ta cần phải hướng tâm lòng mình về đó. Amen chứ? Amen. Chúng ta sống tầm thường nữa không thể. Đúng rồi. Đó. Cho nên bây giờ chị em mình đọc nha. Câu 12. Xong từ ngày dân bắp tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó chọn lấy. Ok. Rồi Luca chương 16 câu 16. Anh em đọc để hiểu cái điều này chứ.
Nếu chúng ta không hiểu thì làm sao mà chúng ta có thể thông tuệ được cái điều Chúa muốn dạy. Rồi, câu 16, Luca chương 16 câu 16, luật pháp và các lời tiên tri có đến đời dân mà thôi. Từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Ok, chúng ta hãy suy ngẫm một chút về hai câu kinh thánh này. Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất khó hiểu đối một số người, chẳng hiểu gì cả. Đọc câu này nhiều khi chúng ta lướt qua mà thôi, cái gì mà hãm ép với chó lấy này thôi, dẹp đây bỏ qua, đọc cái khác hay hơn, đúng không? Nhưng mà không, chúng ta cần phải suy ngẫm lời của Ngài để hiểu được Chúa Giêsu muốn nói cái gì. Chúa Giêsu nói gì ở đây, đúng không? Nước thiên đàng bị hãm ép và kẻ hãm ép đã chó lấy, và bây giờ chúng ta phải dùng sức mạnh mà vào. Ý Chúa nói gì ở đây đang liên quan đến nước trời đó. Rõ ràng tôi và bạn xem, ai cũng khao khát được trải nghiệm nước trời, ai cũng khao khát được hành động và sống một cách mỹ mãn, thành công thịnh vượng trong nước trời. Ai cũng khao khát để mình đạt được nước trời trên đất này. Nhưng anh chị em, nếu mình không để ý những lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ bỏ qua những chi tiết hết sức quan trọng và làm cho đời sống chúng ta không bao giờ phát triển được và mặt tâm linh. Bây giờ kết hợp hai câu kinh thánh này với cái điều mà Chúa Giêsu nói hồi nãy trong Luca chương 12 đó, anh em sẽ nghĩ ra và hiểu được đi. Anh em tưởng tượng đi, bây giờ có một đất nước đang yên lành, anh em bắt đầu xâm nhập vào để đặt một cơ sở ở đó, lập một đảng phái ở đó để bắt đầu chúng ta ảnh hưởng đất nước đó, để bắt đầu chúng ta bắt đầu ảnh hưởng cộng đồng ở đó, để bắt đầu chúng ta biến đổi cộng đồng ở đó trở thành những lý tưởng như các điều mà chúng ta muốn. Điều đó khó hay dễ anh chị em? Khó, rất khó, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Đó là việc Chúa Giêsu đã làm, đó là việc Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu từ trời xuống, khi Ngài vừa sinh ra thì ai đòi giết Ngài? Herod đã đòi giết Ngài. Herod giết Ngài không được, ông giết luôn tất cả những đứa trẻ trong làng, 2000 đứa chết sạch. Kinh chưa? Phải không? Đó có phải là nước trời đang bị hãm ép không? Đó có phải là nước trời đang bị chèn ép không? Đó có phải là nước trời đang có một kẻ thủ ác đang muốn cho nó dừng lại đường phát triển không? Dân Bắp Tít đến rao giảng, mặc dù dân Bắp Tít là một người rất được tôn trọng, bắt bỏ tù xong là chặt luôn đầu đặt trên mặt. Anh em thấy không? Đó là gì vậy? Hãm ép này, đó là một thế lực rất độc ác, không muốn nước trời được mở rộng và thành trường, không muốn nước trời được thiết lập, không muốn nước trời được phát triển, không muốn nước trời được tạo ảnh hưởng của nó. Nguyên tắc đó là nguyên tắc tất cả anh em và tôi phải lắng ngày hôm nay. Nguyên tắc đó không bao giờ thay đổi cho đến tận ngày Chúa Giêsu tái lập. Cho nên tôi hay thường nói đùa anh em mà đùa mà thật. Tôi nói ngày xưa khi tôi mới tin Chúa, tôi rất là khó hiểu. Tôi khó hiểu chỗ này, tại sao đối với thiên hạ tin gì cũng được, thờ gì cũng được, cúng ai cũng được, miễn đừng thờ Chúa Giêsu. Tôi không hiểu điều đó. Ôi bây giờ tôi đến tôi nói, ôi ông nọ ông kia tốt lắm, tượng nọ tượng kia linh thiêng lắm, ôi tốt lắm tốt lắm, ok hết, đồng đến chữ Giêsu là sao? Không, lắc đầu, đi chỗ khác chờ, không nghe. Tại sao? Tại sao? Tại vì cái thế lực gian ác trên đời này nó gồm tóm tất cả mọi tôn giáo, mọi thế tục, mọi truyền thống, mọi tất cả mọi điều trên đất nước này, trên địa cầu này, trên vũ trụ này, tất cả lực lượng của nó dồn lại để chống lại chỉ một mình Giêsu. Và không bao giờ muốn danh của Chúa Giêsu được ca ngợi, được chúc tụng, được tôn thờ bất cứ nơi nào.
anh chị em thấy lập hội thánh khó, cực kỳ khó. Nhưng mà lập cái tụ điểm ăn chơi nhảy múa cắn thuốc lắc vậy không? Rất dễ. Ví dụ như ngày hôm nay anh chị em nói tôi quyết định ngày mai tôi bắt đầu thờ phượng Chúa Giêsu. Cứ 5 giờ sáng tôi thức dậy là tôi đọc kinh thánh thờ phượng Chúa Giêsu. Khó không? Làm được vài ngày bắt đầu nản liền. Nhưng mà ngày hôm nay anh chị em bắt đầu quyết định ngày mai tôi bắt đầu đi vũ trường, ngày mai tôi bắt đầu nhảy múa ăn chơi, dễ không? Dễ không? Thậm chí nó thêm sức cho anh em làm. Đó là bản chất của đời này. Đó là điều mà thần đời này đang làm cho tất cả mọi người trong thế gian này. Làm điều ác rất dễ nhưng thờ phượng Chúa Giêsu rất khó. Anh chị em ơi, hãy nắm điều này cho đời sống tâm linh của mình. Bởi vì anh chị em đọc tiếp nha, Luca chương 17 câu 20-21. Luca chương 17 câu 20-21 chép như thế này. Rồi tôi sẽ nói tiếp cái chỗ này để cho chúng ta sẽ có được cái ý niệm. Người Pharisee hỏi Đức Chúa Giêsu, nước trời chừng nào đến? Thầy Ngài đáp rằng, nước Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó. Vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Đây là giai đoạn đầu tiên của nước trời. Nước trời bây giờ ở trong hội thánh. Nước trời bây giờ ở trong lòng chúng ta. Và từ đó chúng ta suy ra là gì thưa anh chị em? Để phát triển nước trời trong lòng chúng ta, ở trong lòng hội thánh, anh chị em luôn phải đối diện được với một thế lực đại gian ác. Thế lực đó sẽ kéo anh chị em trở lại. Thế lực đó sẽ bắt bớ anh chị em. Thế lực đó sẽ bắt đầu cản trở anh chị em. Thế lực đó sẽ khiến cho anh chị em không bao giờ có thể nếm trải được thiên đàng trong lòng anh. Giống như một cái bánh để trước mặt anh chị em muốn ăn nhưng có ông kẻ cứ đến giật, phá quấy. Đây là điều anh chị em phải ý thức. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô luôn nói anh em phải tỉnh thức, anh em phải đứng vững trong đức tin, anh em phải thuộc Đức Chúa Trời chống trả ma quỷ. Đó là lý do tại sao mà sứ đồ Phao-lô nói rằng ông phải chiến đấu trong nước mắt cho những người ông giảng đạo. Đó là lý do tại sao mà sứ đồ Phao-lô nói rằng anh em chính là ở trong lòng tôi luôn luôn, dầu thân tôi xa cách nhưng lòng tôi vẫn ở với anh em, chiến đấu cùng anh em, chia sẻ cùng anh em. Đó là lý do. Bởi vì sứ đồ Phao-lô biết cuộc chiến của chúng ta không phải với thiên hạ huyên, cuộc chiến của chúng ta với những thế lực thù địch không thấy được bằng mắt thật. Và thiên đàng của chúng ta hiện nay, hay nói nôm na là nước trời của chúng ta hiện nay cũng không thấy bằng mắt thật. Hai quyền lực đó đang rất là kinh địch với nhau. Lòng của chúng ta muốn bình an nhưng có một kẻ không muốn chúng ta bình an. Lòng chúng ta muốn vui mừng nhưng có một kẻ chuyên ăn cướp sự vui mừng của chúng ta. Lòng chúng ta muốn thờ phượng Chúa Giêsu nhưng có một kẻ đến nói là mày tốt lại đừng thờ phượng nữa. Lòng của chúng ta muốn Chủ Nhật nghỉ để đi thờ phượng Chúa nhưng cả thế gian này nó chống lại, nó nói mày phải đi làm ngày Chủ Nhật. Anh em thấy không? Cho nên đó là điều mà chúng ta cần phải nắm. Và Kinh Thánh trong Luca chương 16 câu 16 chép rằng người ta phải nỗ lực để đi làm đó. Cái từ nỗ lực này là cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta phải hết sức, có chủ ý, có quyết tâm, nghiêm túc để chúng ta đạt được thiên đàng của Đức Chúa Trời trong lòng mình. Nếu chúng ta sống một đời sống tâm linh hời hợt, chúng ta không bao giờ nếm được những sự tốt lành, đẹp lòng trọn vẹn của Chúa. Nếu chúng ta hời hợt, chúng ta không bao giờ nếm được một Đức Chúa Trời tuyệt hảo trên đời sống của chúng ta. Thưa anh chị em, hãy nỗ lực. Thưa anh chị em, hãy chú ý. Thưa anh chị em, hãy hết sức quyết tâm. Đó gọi là ý chí trượng phu của chúng ta. Đó gọi là trí lực của chúng ta. Đó gọi là những gì mà Đức Chúa Trời cần của chúng ta. Nếu chúng ta không có quyết chí điều đó, chúng ta sẽ không làm được đâu. Anh em thử đi sẽ biết.
đừng nói những sự lớn lao, kiêng ăn một ngày cũng chưa chắc kiêng ăn được. Thế mà nếu chúng ta không quy chính, anh dành kiêng ăn nửa ngày thôi là bảo thôi mà vô tủ lạnh ăn đi, kiêng làm gì? Anh dành muốn kiêng 3 ngày, đến ngày thứ 2 nó nói thôi được rồi đó, ăn đi. Mày đến ngày thứ 3 là mày ngã rồi mày chết rồi. Mày sẽ nói hết. Và nhiều khi sợ chết thì ăn luôn. Đó là những vấn đề huyết áp mày tăng, mày thấy chưa, chết đấy. Nó sẽ nói lúc nào cũng chết. Nó sẽ dọa dẫm chúng ta, nó sẽ làm ngăn trở chúng ta, nó sẽ khiến cho chúng ta không bao giờ tiến được trong đời sống tâm linh. Nói như tiên tri TV Joseph nói, bất kỳ một nỗ lực nào anh chị em bước tới gần Chúa Giêsu đều gặp sự cản trở bất kể. Đấy là ý nghĩa của những câu kinh thánh mà Chúa Giêsu vừa nói cho anh chị em mình nghe. Nước thiên đàng đang bị hãm ép, và kẻ hãm ép đó muốn chiếm lấy, muốn chiếm lấy. Bởi vậy chúng ta cần phải nỗ lực để bước vào, có ý chí để bước vào, có sự kính sợ Chúa để bước vào, có tình yêu đối với Chúa hết lòng để bước vào. Phải yêu Chúa hết lòng, hết lực, hết trí khôn, hết sức lực để bước vào đó, thì chúng ta mới thắng. Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta, Ngài sẽ dày đặt đầu nắm dắt vào cả để cho chúng ta bước vào. Amen. Tiếp theo, chúng ta muốn nói một chút về cái nước trời này được thiết lập với ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mô hình chúng ta vừa đọc rồi, đó là hội thánh ngày nay. Hội thánh ngày nay thực sự là hội thánh vô hình, không ai nhìn thấy hết. Mọi chính quyền trên đất này họ ngạc nhiên lắm. Họ nói cái ông Giêsu là cái ông nào mà suốt ngày người ta đi chúc tụng, tôn thờ, ca ngợi, người ta không hiểu. Không hiểu cái ông này, mấy cái đứa này sao nó thần kinh có vấn đề sao mà một ông không nhìn thấy gì cả, suốt ngày cứ vỗ tay hallelujah, nhảy múa ca hát ngợi nghe. Không hiểu. Họ không hiểu bởi vì nước trời hiện nay là vô hình. Nước trời hiện nay là vô hình. Nhưng giai đoạn tiếp theo là giai đoạn mà khi Chúa Giêsu tái lâm thì bắt đầu nó hiện hình ra. Cái đó trong Kinh Thánh gọi là 1000 năm hòa bình. Anh chị em nhớ khi Chúa Giêsu thiết lập tiệc thánh, Chúa nói sao ạ? Ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến khi ta uống trong nước của Cha ta. Khi Chúa Giêsu tái lâm lần thứ hai, tức là trở lại, anh chị em ơi, Chúa sẽ làm vua và đón chúng ta về với Ngài, đồng cai trị với Ngài 1000 năm. Satan lúc đó bị xiềng vứt xuống vực sâu rồi, chưa xuống hồ lửa đâu nên nó ở vực sâu không, hồ lửa là nó chết làm sao, nên phải để cho nó vực sâu 1000 năm, phải không ạ? 1000 năm. Lúc đó hòa bình sẽ đến trên đất, lúc đó không bệnh tật đau yếu trên đất, lúc đó không thiếu thốn, không nghèo đói trên đất, lúc đó không chiến tranh gì trên đất cả, tất cả loài người muôn thú sống chan hòa với nhau, gọi là 1000 năm hòa bình trên đất. 1000 năm đó Giêsu là vua của cả trái đất này, chỉ có một nước thôi, đó gọi là nước trời. Và dân tộc Gia Thái trở thành thầy tế lễ đi dạy đạo cho tất cả muôn dân. Còn chúng ta đồng cai trị với Chúa. Anh chị em có nhớ câu chuyện 5 ta lăng 10 ta lăng không? Nếu chúng ta ngày hôm nay trở thành môn đồ của Chúa, mai mốt chúng ta cai trị 5 thành 10 thành. Còn chúng ta mà chỉ tín đồ thôi thì làm thường dân thôi. Anh em muốn làm thường dân hay làm muốn quan? Làm quan. Nếu muốn làm quan bây giờ phải làm môn đồ của Chúa. Amen. Chúa kêu gọi chúng ta. Rất nhiều người được gọi nhưng mà rất ít người được chọn. Vì để làm môn đồ của Chúa phải có điều kiện. Vứt bỏ mình đi, vác thập tự giá theo Ngài. Để làm môn đồ của Chúa, chúng ta có rất nhiều điều phải từ bỏ, rất nhiều điều phải hy sinh, rất nhiều điều phải chịu khổ, rất nhiều điều phải làm như đầy tớ cho muôn dân, thì chúng ta sau này sẽ đồng cai trị với Chúa Giêsu trong 1000 năm hòa bình đó. Rồi bây giờ mãn 1000 năm thì anh chị em đọc trong Khải Huyền đoạn 20 sẽ thấy trái đất này bị mất, trời này bị mất,
Và cái gì sinh ra? Trời mới. Đó là nước trời trong toàn cõi vũ trụ. Toàn cõi vũ trụ không phải chỉ trời này đâu. Toàn cõi vũ trụ. Và mặt trời không còn, mặt trăng không còn. Nhưng ánh sáng ở đâu? Ánh sáng từ chiên con. Chúa Giêsu sẽ tỏa sáng ra cả cõi vũ trụ và tất cả mọi người, mọi dân mới, dân cũ, tất cả chúng ta sẽ bắt đầu bước vào trời mới, đất mới. Ba giai đoạn này chính là điều mà Kinh Thánh nói để cho chúng ta hiểu được cái thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng ta đang ở kề cận của giai đoạn thứ hai rồi. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối của thời kỳ cuối cùng rồi. Chúng ta đang sống trong giai đoạn mà chờ Chúa Giêsu tái lập. Vì sao? Vì nước Do Thái đã được lập quốc năm 48 rồi. Dân tộc Do Thái là đồng hồn của thế giới này. Hãy cứ nhìn dân tộc Do Thái sẽ biết thế giới này đang đi về đâu. Đó là chúng ta đang nói về nước trời. Còn bây giờ, thực tế trong cuộc sống chúng ta, làm thế nào để chúng ta có thể sống đời sống bất thắng trong nước trời? Ý là nước trời vô hình này, ý là trong hội thánh Chúa này, ý là chúng ta đang ở trong thế giới này. Kinh Thánh chép trong Giăng, trong Giăng đoạn 18 câu 36, nếu tôi nhớ không nhầm, khi Phi-lát hỏi Chúa Giêsu nước ngươi ở đâu, thì Chúa Giêsu đáp rằng nước ta không thuộc về thế gian. Nước ta không thuộc về thế gian. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng đang ở trong một cái nước không thuộc về thế gian này. Dù muốn hay không, anh chị em hãy tin điều đó đi. Anh chị em đang ở trong nước trời. Anh chị em đang hành động trong nước trời. Và chắc chắn chúng ta phải hiểu nước trời, biết nguyên tắc của nước trời để chúng ta sống đắc thắng. Anh chị em có bao giờ thắc mắc tại sao có nhiều con cái Chúa sống một đời sống thất bại, sống một đời sống mà bệnh tật, đau yếu, đói buồn, thiếu thốn, nghèo đói? Có chứ không có. Mình phải nói ra sự thật đó, bởi vì họ không hiểu nguyên tắc của nước trời. Chúng ta hôm nay phải hiểu anh chị em. Muốn thịnh vượng phải hiểu, muốn thành công phải hiểu, muốn được chữa lành phải hiểu, muốn được tự do khỏi ma quỷ phải hiểu. Giống như bây giờ anh chị em ở Việt Nam đem cái bằng lái xe của mình sang Anh Quốc, rồi sau đó vẫn cứ như ở Việt Nam chạy, 5 giây sau là phải đi nhà thương liền, vì ở bên đó họ đi bên trái, mình ở đây đi bên phải. Thằng đó cứ lên ngà lên hớ chạy sang bên phải mà tưa, thì chỉ 5 giây sau vô bệnh viện liền, đó sức đầu mẻ ráng liền. Cũng một lại đó, chúng ta quen sống với cái trái đất này và chúng ta bước vào nước trời mà không tìm hiểu nguyên tắc nước trời. Chúng ta vẫn hành động, vẫn suy nghĩ, vẫn làm việc theo kiểu của trái đất này, và chúng ta lại đòi thành công, chữa lành, thịnh vượng, giải cứu trong nước trời. Phi lý. Không bao giờ được. Nước trời có nguyên tắc của nước trời. Amen chị. Amen. Và chúng ta cần phải hiểu. Bây giờ xin mời anh em dở giùm tôi Luca chương 13 câu 18 đến câu 20. Luca chương 13 câu 18 câu 20. Dĩ nhiên có rất nhiều nguyên tắc, nhưng mà tôi thấy rằng nguyên tắc này là nguyên tắc quan trọng đầu tiên, cho nên tôi sẽ chia sẻ với anh chị em buổi sáng hôm nay. Luca chương 13 câu 18 câu 20. Rồi anh chị em nghe nha. Anh chị em dở chưa? Ok, chú ý nha. Vậy Đức Giêsu phán rằng: nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn, nó mọc lên trở nên cây cối, và chim trời làm hộ trên nhà. Ngài lại phán rằng: ta sẽ sánh nước trời với chi? Nước ấy giống như mé một người đàn bà kia lấy trộn vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Đây là lời Chúa Giêsu giảng. Và hôm nay nếu chúng ta hiểu cái điều này và lãnh hội được điều này, tôi đảm bảo cuộc sống chúng ta không như cũ, chắc luôn sẽ chuyển động. Tôi khích lệ tất cả anh chị em mình
về nhà lục lại tất cả những câu chuyện ngụ ngôn của Chúa, chép vào một quyển sổ, rồi bắt đầu nghi mẫn lắm. Ngày đêm bắt đầu suy ngẫm lắm. Chúa ơi, Chúa nói câu chuyện này nó có nghĩa gì? Rất hay như vậy. Chúa Thánh Linh sẽ chỉ ra. Rất hay. Cụ thể bây giờ câu chuyện này, Chúa đang nói điều gì đây? Chúa đang nói về nước trời. Và Chúa phải lấy một hình ảnh dễ hiểu với con người để so sánh với nước trời, làm cho chúng ta hiểu được cái nguyên tắc ở bên trong nước trời vô hình mà Ngài đang giảng. Vậy thì Ngài nói nè, nước trời giống như hạt cải, nước trời giống như men. Vậy thì bây giờ để hiểu nước trời, chúng ta sẽ tìm hiểu hạt cải và men, có đúng không? Hạt cải và men thì chúng ta sẽ hiểu được nước trời. Hạt cải có sự sống. Hạt cải khi gieo xuống đất nó sẽ mọc lên và nó nhân lên, nó lớn ra. Đó là cái thứ nhất. Men có gì? Có sự ảnh hưởng. Khi bỏ vào bột, nó sẽ ảnh hưởng cái cột bột đó. Mặc dù nhìn bên ngoài không thấy gì cả, nhưng mà đem vào lò nướng nó khác. Ngày hôm nay nếu không có men thì mấy lò bánh mì đóng cửa hết, mấy tiệm bánh bao là đóng cửa hết, không hoạt động được. Bởi vì nhờ men mà cục bột bằng ngón tay cái này nở thành cái bánh mì dài lòng hằng như thế này. Phải, đó là nguyên tắc ảnh hưởng. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu suy xét một nguyên tắc là trong nước trời có sự nhân cấp lên, có sự sản sinh ra từ hạt giống, và trong nước trời có sự ảnh hưởng, nó bành trướng ra theo nguyên tắc ảnh hưởng, theo nguyên tắc lây lan, theo nguyên tắc tác động vào cái bản chất để cho nó. Và nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy liên kết câu chuyện này với nhiều câu chuyện khác, chúng ta thấy rằng hộp cải mà Chúa muốn nói đến đây chính là lời của Đức Chúa Trời. Hộp cải mà Chúa muốn nói chính là lời Chúa. Có một người đi ra đặng gieo giống, vân 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 vân, và sau đó Chúa giải thích, và hạt giống ấy là lời của Đức Chúa Trời. Nếu trong cuộc sống chúng ta muốn điều gì thì nhất định anh chị em phải gieo hạt giống đó vào trong tâm hồn. Amen. Ghi nhớ câu đó ha. Nếu mình muốn điều gì, hãy gieo hạt giống của điều đó vào trong lòng mình. Tôi lấy một ví dụ ra mảnh đất kia, anh chị em muốn rằng sẽ mọc lên cây mướp, mà anh em đem hạt bầu gieo là nó có mọc cây mướp không? Chắc chắn là không rồi. Nhiều người ngày hôm nay một cái nguyên tắc đơn giản như vậy nhưng mà không có làm được. Nếu tôi muốn có cây lúa, tôi phải gieo hạt lúa. Nếu tôi muốn có cây ổi, tôi phải gieo hạt ổi. Nếu tôi muốn có cây mít, tôi phải gieo hạt mít. Không thể nào tôi muốn có cây mít mà đem cây hạt ổi gieo. Vậy thì trong hội thánh, trong gia đình, trong đời sống cá nhân, anh chị em muốn bình an, hãy gieo hạt giống bình an. Anh chị em muốn chữa lành, hãy giảng về sự chữa lành. Anh chị em muốn sự giải cứu, hãy giảng về sự giải cứu. Anh chị em muốn sự thịnh vượng, hãy giảng về sự thịnh vượng. Hạt giống bắt đầu gieo ra, lòng người nhận vào, tự động sẽ mọc lên. Có nhiều người ngày hôm nay thắc mắc, ôi sao hội thánh này đầy dẫy sự chữa lành, còn hội thánh tôi không có? Hội thánh này Đức Thánh Linh vận hành, sao hội thánh tôi không có? Câu hỏi tôi sẽ hỏi là, thế anh có giảng về sự chữa lành trong hội thánh không? Anh có nói về bắt đem Thánh Linh trong hội thánh không? Anh có nói về sự đổ thần Chúa trong hội thánh không? Ồ không, mấy chuyện này không quan trọng, tôi không nói. Không nói thì không có. Không gieo lấy gì mọc, đúng không chứ? Phải gieo. Vậy thì chúng ta học được bài học gì ở đây chị? Trong cuộc sống cá nhân của mình, hãy gieo lời của Chúa về điều nào mình mong muốn. Anh chị em đang thiếu điều gì? Anh chị em thiếu sự bình an phải không? Hãy tìm trong Kinh Thánh tất cả những lời gì có chứa đựng lời hứa về sự bình an, đọc lớn lên, gieo vào lòng. Ví dụ, ta đi, ta để lại sự bình an cho các con.
sự bình an ta cho không phải như thế gian cho, lòng các con đừng bối rối và sợ hãi. Ví dụ như đọc lên, đọc đi, đọc lại, đọc tới, đọc lui, vài ngày nữa hạt giống nó bắt đầu mọc lên và lòng anh chị em bắt đầu cảm nhận được sự bình an. Nếu anh chị em bị bệnh trong thân thể, ai là những người ngồi đây đang bị bệnh trong thân thể, đừng có chạy đến hội thánh nhà muôn dân rồi bảo muôn dân đặt cho tôi tay lên rồi tôi hết bệnh, quên chuyện đó đi. Nó không hết đâu, tôi nói luôn về nhà nó bệnh lại đó. Nếu không có lời Chúa, anh em hãy gieo hạt giống lời của Chúa vào trong người mình. Anh em hãy về và tìm trong Phi Rơ 2 đoạn 2 câu 23 đọc lên, bởi lần lòng Chúa Giêsu mà con đã làm tròn. Anh em hãy dỡ lấy sai chương 53 ra, Ngài đã mang sự đau ớn của ta, đã chịu sự đòn roi vì ta, hầu cho bệnh ta được. Đọc lên. Rồi mở Roma đoạn 8 ra, Thánh Linh sự sống tuôn chảy trong lòng chúng ta, khiến cho thân thể hay chết của chúng ta lại sống. Đọc lên. Gieo vào, ăn ngủ với nó, ngày đến với nó. Tôi đố cho em một câu nữa nè. Tôi đem cái hạt mướp tôi gieo xuống trên đất, ngày mai nó mọc chưa? Tôi lấy đó chờ một tuần lận, một tuần sau nó mới nhú cái mầm lên. Đôi lúc chúng ta quá đông lắm và bỏ cuộc, quá đông lắm. Chúng ta muốn cái gì cũng phải tức thì như mì ăn liền, chế nước sôi vào 3 phút ăn luôn, đầu ông tự đấy. Cảm ơn, đừng nóng lắm. Chúng ta hãy bắt đầu gieo cho một vụ mùa bội thu, gieo một cách cẩn thận, gieo một cách chú ý, gieo một cách hết lòng những lời của Đức Chúa Trời và lòng mình. Anh chị em ạ, đó chính là kết quả bền vững trong đời sống chúng ta. Anh chị em sẽ thấy mình nhận được điều đó một cách rất là mạnh mẽ, rất là đầy đủ dư dật. Cho nên đúng như lời Chúa Giêsu nói, nguyên tắc của nước trời là giống phải được nhiều ra. Nguyên tắc của nước trời là lời của Đức Chúa Trời phải được giảng ra. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời chỉ có lời Chúa là một, lời Chúa là ánh sáng, lời Chúa là sự sống. Chúng ta nhất định phải gieo vào đây. Đừng giảng cái gì khác, đừng nói gì khác. Anh chị em ơi, báo chí sách vở vứt ra chỗ khác đi, nó chẳng có sự sống trong bạn. Hãy tìm trong lời của Đức Chúa Trời, hãy đọc lời Đức Chúa Trời, hãy suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, hãy nói cho linh hồn mình nghe và lời Đức Chúa Trời. Đó là anh chị em đang gieo đây. Và nếu đã cái gieo thì chắc chắn sẽ có cảm nhận. Còn không gieo lấy gì cả. Nhiều người ngày hôm nay muốn gặp không, họ muốn gieo không à, muốn dễ dàng phạm gì, muốn đến hồi tháng xong là ông mừng sơn sức giọng đặt cái bóp ngã cái rầm mà thôi xong về nhà được rồi, dễ quá. Ui có gì đâu khó khăn, rồi về ta cứ tivi 24/7 coi thôi, báo Tuổi Trẻ rồi cười, rồi cứ cười hô hố suốt ngày vậy đó. Rồi chủ nhật thì đến đặt cái bóp cái ngã cái rầm lại. Nhưng mà cả đời mình sẽ như thế, cả đời mình sẽ không có một vụ mùa nào cho riêng mình. Cả đời mình phải cứ phải phụ thuộc, cả đời mình phải cứ tiếp tục phải trông chờ. Không, Chúa không muốn chúng ta như thế. Chúa muốn chúng ta có vụ mùa trong tấm lòng của mình. Amen. Chúng ta muốn có vụ mùa ở trong chính gia đình mình, trong chính tấm lòng của mình phải được gặt hái. Anh chị em, tôi khích lại anh chị em hãy gieo đi, hãy tìm hạt giống trong lời Chúa gieo đi. Trong Kinh Thánh có là hạt giống bình an, hạt giống vui mừng, hạt giống chữa lành, hạt giống thịnh vượng, hạt giống tự do, hạt giống thánh khiết, hạt giống của sự nhu mì, khiêm nhường, bình an, trung tín. Hãy gieo những hạt giống đó vào cuộc đời của mình. Amen. Đó là nguyên tắc nước trời. Chúng ta không thể bỏ qua điều đó được. Chúng ta không thể lười nhá. Chúng ta không thể nào mà sống khác được. Vì chúng ta là công dân của nước trời. Anh chị em là công dân Việt Nam, anh chị em sống khác luật pháp Việt Nam được không? Vô tù ngồi liền chắc luôn. Mai công an đến gõ cửa, cốp mời lên phường ký biên bản liền, đúng không? Chúng ta là công dân nước trời, phải sống theo luật nước trời. Rồi bây giờ nguyên tắc thứ hai là men. Khi nói đến men, tôi muốn nói đến sự
ảnh hưởng. Mẹ mà nói đến sự ảnh hưởng, nguyên tắc của nước trời là không có ép ai hết. Nguyên tắc của nước trời là dùng sự ảnh hưởng để biến đổi xung quanh. Khi tôi nói đến mèo là tôi đang nói đến nhân cách, tôi đang nói đến phẩm hạnh bên trong. Khi anh chị em gặp một nhân cách lớn, anh chị em sẽ được ảnh hưởng, chắc chắn luôn. Tôi lấy ví dụ nha, anh chị em đứng trước một tổng thống Hoa Kỳ, ví dụ thế cho nó oi đó, dù anh em đứng trước một tổng thống Hoa Kỳ, anh chị em có cảm thấy mình là trở nên một con người lịch sự nhất thế giới? Tất cả những cái gì mà mấy bạn ngày xưa mình làm ở đâu làm cho trước mặt tổng thống là phải sao? Nghiêm chỉnh, biến đổi hết. Anh chị em này, đó là lý do tại sao bất kể một tội nhân nào đứng trước Giê-xu trở thành thánh nhân hết. Tại sao? Bởi vì nhân cách nó ảnh hưởng người khác. Một nhân cách lớn nó khiến cho nhân cách đó có sức mạnh để biến đổi người khác. Cho nên chị em mình phải bắt đầu nhờ lời Ngài, nhờ Thánh Linh Ngài xây dựng nhân cách bên trong. Nếu anh chị em muốn biến đổi gia đình mình, muốn biến đổi vợ mình, chồng mình, con mình, hàng xóm láng giềng, phải xây dựng nhân cách. Anh chị em nói cái miệng không chưa chắc ai thay đổi đâu, nhưng nếu chúng ta sống gương mẫu, người ta thay đổi không? Đó là vấn đề. Men là nói đến nhân cách. Men nó rất âm thầm trong cục bột, anh em nhìn có thấy nó không? Chẳng thấy gì cả, nhưng mà cục bột biến chất hồi nào không biết, đem vô lửa đun lên là thấy khác. Không, cũng hai cục bột đó thôi, đem hai cục bột, một cục bột trộn men, cục bột không trộn men, để tôi đó anh em phân biệt được không? Phân biệt được, giống y sự, nó chỉ khác khi trở thành sản phẩm. Cho nên nguyên tắc của nước trời là đừng đổ lỗi cho vợ cho chồng. Nhiều khi gia đình xào xáo, ôi tại chồng tôi, gia đình xào xáo có tại con tôi, chứ còn tôi là thánh nhân, tôi là không có gì sai. Trên cái sự đổ lỗi đó, nó khiến cho chúng ta sống sai nguyên tắc của Chúa. Nguyên tắc của Chúa là không đổ lỗi, mà hãy nhìn vào chính mình để biến đổi chính mình. Chính mình được biến đổi thì mọi sự xung quanh sẽ biến đổi. Mình phải biến đổi trước. Mình phải là men. Mình phải là men để len lỏi vào trong tất cả mọi cái ngóc ngách, để khiến cho những cái gì đồng đến cuộc đời của mình nó biến đổi theo. Mình phải là men. Chúa có thể nói với chúng ta thêm, đó là chúng ta là ánh sáng, chúng ta là muối. Nhưng ở đây cụ thể Chúa nói chúng ta là men. Nước trời là men. Nước trời ở đâu? Nước trời ở trong lòng chúng ta. Như vậy là chúng ta đang mang một cái men. Chúng ta đang có men. Khi chúng ta len lỏi vào một cộng đồng, khi chúng ta ở trong một tập thể, khi chúng ta ở trong một công xưởng, khi chúng ta ở trong một cái nhóm người nào đó, anh chị em là men. Một thời gian sau vậy hết cả là phụ thuộc vào nhân cách của chúng ta. Chính cái phẩm hạnh bên trong, chính nhân cách lớn của chúng ta giống Chúa Giê-xu. Chúng ta càng giống Chúa Giê-xu thì men của chúng ta càng xịn. Men xịn có men giả nữa, men giả nó không làm cho bầu dậy lên được, vẫn là men nhưng mà men giả. Bây giờ men chúng ta phải là men xịn. Men xịn có nghĩa là giống Chúa Giê-xu. Khi chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu rồi, anh chị em ở chỗ nào, chỗ đó biến đổi. Anh chị em đi đến đâu, nơi đó biến đổi. Anh chị em bước lên lập hội thánh, người ta sẽ đến chỗ anh chị em đông không ta chỗ chứa được. Anh em thấy Chúa Giê-xu không? Ngài đi đâu là cứ 7.000 người, 10.000 người, cứ 15.000 người kéo theo. Ngài trốn cũng không trốn được, chạy đầu này là chờ trước, qua sông rồi mà chạy qua sông chờ trước, thôi thua luôn rồi. Hơi căng này, hơi căng, không có thời giờ ăn ở ăn nghỉ luôn. Tại sao? Bởi vì Chúa là men. Chúa là men của Đức Chúa Cha gọi xuống thế giới này. Ngài đi đến đâu, dân chúng ở đó dậy lên hết. Ngài đi đến đâu thì ở đó biến đổi hết.
Sứ đồ Phao-lô cũng là mê. Ông đi đến một cái thành mà thậm chí sau thời gian ngắn cái thành đã nói là cái đồ ôn dịch này khiến cho đạo của Chúa lan tràn cả thành phố luôn. Tôi cũng rất ao ước được trở thành ôn dịch cho thành phố Sài Gòn này, được thành trở thành ôn dịch cho thành phố Sài Gòn này để lan truyền đạo Chúa là rất tốt. Ôn dịch như thế cũng nên, phải không em? Chứ đừng đem lại dịch tả với dịch lợn, đừng đem mà phải đem dịch của Chúa Giêsu đến cho thành phố này. Thế thôi, chúng ta làm hết. Cho nên nguyên tắc của nước trời là chúng ta nhất định phải mang lấy cái nhân cách của Chúa Giêsu bên trong mình, mang lấy chiếc bông trái của Thánh Linh bên trong mình, mang lấy cái hình ảnh của Chúa Giêsu bên trong mình, là anh chị em bắt đầu có ảnh hưởng. Một lần nữa tôi đọc câu chuyện của ông Smith, ông viết ở trong cái quyển sách Đức Tin Tăng Trưởng Không Ngừng. Khi tôi nghe câu chuyện này tôi cảm thấy rất là khích lạ. Và tôi nói Chúa, con chỉ ước ao được một phần, được trải nghiệm một phần nhỏ trong cái điều này thôi thì con thỏa lòng. Ông kể là như thế này. Có một lần ông đi trên một chuyến tàu, sau đó thì buổi sáng hôm đó ông ở trong cái tàu của ông và ông cầu nguyện, ông thờ phượng Đức Chúa Trời, ông thờ phượng vậy đó, còn mọi người khách thì cứ xung quanh kể. Và khi ông thờ phượng xong rồi, ông cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, ông đang hết lòng thờ phượng vậy. Và ông đi ra ngồi bên kia, ông rửa mặt đánh răng, ông quay trở lại thì ông thấy hai người ngồi ở trong căn tàu bắt đầu khóc lóc, bắt đầu nói là tôi không hiểu ông là ai mà sao ông ở trong cái tòa này khiến cho tôi cáo trách quá, tội lỗi tôi bị cáo trách quá, tôi chịu không được, ông là ai? Và ông Smith ông nói đó các bạn, khi các bạn sống một đời sống đầy đầy Thánh Linh, các bạn chưa cần nói thì các bạn cũng đã ảnh hưởng người khác. Cái sự hiện diện của Chúa xung quanh chúng ta sẽ tác động đến người khác. Cái sự bao trùm thánh khiết của Chúa trong đời sống chúng ta sẽ khiến cho người đối diện của chúng ta sẽ bị đụng chạm đến tận sâu thẳm trong tâm lòng. Anh chị em ơi, đó là men. Đó tôi gọi là nguyên tắc thứ hai của nước trời. Ảnh hưởng người khác bởi nhân cách, ảnh hưởng người khác bởi hình ảnh của Chúa Giêsu bên trong, ảnh hưởng người khác bởi đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh của chúng ta. Tóm lại, hôm nay chúng ta học được hai nguyên tắc rất quan trọng của nước trời, đó là gì? Lời của Chúa và Thánh Linh của Chúa. Lời của Chúa khiến cho chúng ta được sinh ra, nhân lên, nhận lãnh nhiều điều. Nhưng Thánh Linh của Chúa khiến cho chúng ta làm sao? Ảnh hưởng. Thánh Linh của Chúa khiến cho chúng ta ảnh hưởng người khác. Thánh Linh của Chúa khiến cho chúng ta được đụng chạm đến người khác. Thánh Linh của Chúa khiến cho chúng ta đem được cái giá trị của nước trời đụng đến người khác, làm biến đổi người khác. Đó gọi là men và hạt giống. Đó là men và hạt giống. Cho nên chị em, tôi ước ao tất cả anh em mình hôm nay sẽ nắm lấy nguyên tắc này và bắt đầu xây dựng đời sống của mình một cách nghiêm túc. Tóm lại tôi muốn nói điều gì chứ? Nước trời có một kẻ ác đang quấy phá đời sống chúng ta. Đừng bao giờ mất tỉnh thức về điều này. Anh chị em sẽ không dễ dàng để tăng trưởng trong đời sống tâm linh một cách thoải mái được đâu nếu chúng ta không tỉnh thức. Anh chị em phải tỉnh thức. Tỉnh thức để cầu nguyện, tỉnh thức để soi xét lòng mình, tỉnh thức để ăn năn, tỉnh thức để gìn giữ hòa khí trong gia đình, trong hội thánh, trong mọi mối quan hệ. Hết sức tỉnh thức, đừng để ma quỷ nhận diện. Đừng để nó nhận diện. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta muốn phát triển trong nước trời, chúng ta phải học cho biết hết tất cả những nguyên tắc hoạt động của nước trời. Chúng ta đừng trở nên một người thiếu hiểu biết. Chúng ta đừng trở nên một người chỉ biết là ôi tôi tin Chúa, anh tin Chúa không? Ôi tôi cũng tin Chúa. Và chúng ta dừng đời sống mình ở đó. Không, tin Chúa chưa nói lên được vấn đề gì. Tin Chúa anh chị em trở thành công dân của nước trời. Nhưng công dân nào? Công dân hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 10. Giống như xã hội chúng ta, chúng ta là công dân của Việt Nam. Nhưng mà công dân nào? Đúng không? Công dân này là công dân đang bóc lệnh ở trong kia, hay là công dân đang tự do ngồi đường, hai cái khác nhau. Không à, cũng là công dân, cũng đưa hộ chiếu ra,
cũng đưa chứng minh nhân dân đầy đủ, mà công dân nào? Cho nên trong nước trời cũng vậy, chúng ta phải trở thành công dân thành công, công dân chữa lành, công dân thịnh vượng, công dân mặc lấy quyền năng của nước trời, công dân đem lại sự ảnh hưởng đến người khác, công dân có thể gieo được sự phước hạnh cho người khác, công dân có thể khiến cho Chúa được vinh hiển trên đời sống chúng ta. Chúa mong đợi điều đó chị. Chúa mong đợi điều đó. Và chúng ta cần tin thôi. Chắc chắn rằng trong gai là có, khó khăn là có, hoạn nạn là có, nhưng Chúa hứa rằng ta đã thắng thế gian rồi. Amen. Dân cả ao ước điều đó. Nếu ao ước thì bây giờ mình cầu nguyện thôi. Phải không? Mình cầu nguyện thôi. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.